đầu cân City 300 của Hàn Quốc. Các phím này mình sẽ hướng dẫn cách can clip, tắt nguồn. Cái dung can, chọt dung can mở nguồn. Của hãng Curetech. Nó hiện dấu gạch, mình nhấn T 4 số 1. Nhấn phím F. Nhấn can, mình nhấn phím T. Đơn vị unit. Capacity là 3 tấn. Mình thay đổi thì nhấn phím T với phím hold, phím boarding để thay đổi. Xác nhận ông F. Division là bước nhảy nửa ký 0.5. Nó quét điểm zero. Rồi số 3 là đặt tải, nhấn phím F. Nhấn phím T là phím di chuyển qua. Phím hold là di chuyển. Còn phím lên xuống là phím boarding. Rồi ra 1 tấn. Mình lấy 1 tấn. Đó là 1 tấn quả này. Đặt 1 tấn à. Mình đợi ổn định nghe, mình nhấn phím F. F ngay nữa. Đang quét tải. Rồi, nhấn F can em. Đó, 1 tấn này. Rồi, 1 tấn. Đây là cái chân RS22 này. Đầu con này có